Bình Dương bổ nhiệm lập cán bộ mới. Ngày 1 tháng 12, tỉnh ủy Bình Dương tổ chức hội nghị trao quyết định về công tác cán bộ. Tại hội nghị, Sở Nội vụ tỉnh đã công bố quyết định của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc bổ nhiệm lại cán bộ đối với các cán bộ Phạm Văn Bông, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, thời gian bổ nhiệm lại là 5 năm kể từ ngày 1 tháng 12 năm 2023, Lê Thanh Tâm, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Nguyễn Thanh Phong, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Đồng thời, công bố quyết định bổ nhiệm của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đối với ông Trương Công Huy, Giám đốc Trung tâm Hành chính công giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh. Bà Nguyễn Thị Bích Thủy, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý Đất đai tỉnh giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường. Bà Lê Thị Kim Châu, Chánh Văn phòng Ban Quản lý các khu công nghiệp Bình Dương giữ chức vụ Phó trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp Bình Dương. Ông Nguyễn Bá Khải, Trưởng phòng Quản lý Quy hoạch và Xây dựng, Ban Quản lý các khu công nghiệp Bình Dương giữ chức vụ Phó trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp Bình Dương. Bổ nhiệm ông Nguyễn Hoàng Ân, Trưởng phòng Tổng hợp Văn phòng Tỉnh ủy giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy. Ông Nguyễn Hoàng Thao, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chúc mừng các cán bộ được bổ nhiệm lại và các đồng chí được bổ nhiệm chức vụ mới. Ông Nguyễn Hoàng Thao mong muốn các cán bộ được bổ nhiệm lại, nhận nhiệm vụ mới tiếp tục cố gắng, nỗ lực hết mình trong quá trình công tác, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.